Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án giết người, hiếp dâm và cướp tài sản đối với bị cáo Thạc Đen 1983, ngụ Sóc Trăng. Tại phiên sơ thẩm trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên Đen tử hình. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, song tòa phúc thẩm đã bác nguyện vọng này. Bản án sơ thẩm thể hiện, Đen làm nghề hái dừa và nhiều lần được bà Trần Thị Mỹ Lợ 1972, thui. Do có mâu thuẫn trong quá trình thui hái dừa với bà Lợ, nên Đen nảy sinh dự định sát hại nạn nhân. Đêm ngày 14 tháng 9 năm 2018, Đen lẻn vào nhà bà Lợ, dùng tay bóp cổ bà Lợ bất tỉnh, sau đó y thực hiện hành vi đồi bại của nạn nhân. Đen kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh rồi đẩy vào thùng nước. Trước khi rời đi, Đen lấy một sợi dây chuyền trên cổ bà Lợ. Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Đen bị công an phát hiện khi đang đeo sợi dây chuyền cướp được của bà Lợ. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi gây án và hiện tại, Đen bị bệnh lý tâm thần rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác. Tại thời điểm tội trạng và hiện nay, Đen bị hạn chế nhận thức và chỉ huy hành vi. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo khai nhận tổng thể hành vi tội trạng nhưng cho rằng không hiểu thế nào là hiếp dâm và thế nào là giao cấu. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm tấn công giá, bị cáo là người dân tộc thiểu số, không biết chữ, bị hạn chế năng lực, hành vi, đã khắc phục thành tựu về phần dân sự. Tuy nhiên, với hành vi khác lại gian nguy cho buôn bản hội, một lúc phạm nhiều tội, có nhân thân xấu từng phạm các tội như trộm cắp tài sản, phá hủy tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối trật tự công cộng. Xét thấy bị cáo không còn trình độ để giáo dục, hội đồng xét xử phúc thẩm ưng ý với bản dạng án tử hình mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Do đó, tòa đã bác đơn kháng cáo của Đen.